Các bạn, và sau đây mình sẽ hướng dẫn cân Gibble trong vòng 3 phút. Đây là bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta lắp máy lên. Các bạn nên có cái móc khóa hoặc là đồng xu để bạn nói cho chắc. Ok. Đầu tiên các bạn ngửa máy lên, chúng ta cân cái trục này. Tiếp đến là chúng ta sẽ cân máy trước sau. Tiếp đến chúng ta cân trục ngang. Đó, cân khi nào rất là nghiêng như này, chụp. Ok. Tiếp đến chúng ta cầm nghiêng như này, chúng ta cân cái trục dưới cùng này.